mình. Các bạn tính nè, 1, 2, 3. Xỏ vào vị trí thứ tư. Rồi, từ đây các bạn cứ khâu bình thường. 1. Khâu hết luôn nha. Khâu hết luôn một từ đây cho đến đây. Phần len còn dư, mọi người cứ xỏ vào phía trong thân xe như thế này, rồi sau đó mình sẽ cắt. Hơi rỗng nè, mình có thể nhồi thêm một chút bông vào đây nữa. Phần này thì một tí nữa dư len ở phía trên thì mình sẽ khâu vào cái phần này sau nha mấy bạn. Giờ mình khâu cửa sổ nha. Tiếp tục khâu phần cửa sổ, các bạn điều chỉnh như thế này nè, xuống phần góc này, mỗi góc thì các bạn xỏ 2 lần. Các bạn cứ khâu vậy tương tự bên đây nha. 4 góc và một góc chính và một đường chính giữa này chúng ta sẽ chia làm cửa sổ. Sau khi khâu xong phần len còn dư, các bạn cứ luồn xuống cái phần xỏ vào cái phần thân xe nè, để mình giấu cái sợi len đi. Đây, giờ chúng ta đã xong phần bên này rồi. Phần này thì tại vì lúc nãy mình cắt chỉ nó hơi còn thiếu á, cho nên bây giờ mình sẽ dùng một xỏ thêm một xíu chỉ để mình khâu phần này nha. Sau khi xong thì chúng ta được
phần xe như thế này. Bây giờ tiếp tục mình hướng dẫn các bạn cách là móc đèn xe và bánh xe. Còn phần thân xe thì các bạn tùy trang trí, muốn khắc tên khắc gì cũng được nha. Phần đèn thì mình sử dụng len cô tông Việt Nam. Mình móc 6 mũi nửa kép. Còn nếu bạn nào sử dụng len miêu cô tông thì các bạn móc mũi đơn thôi, mũi ít thôi nha. Đừng móc mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó móc cho mình một mũi trượt, cắt len trừ một đoạn cho mình để mình khâu vào trong bên thân xe. Tiếp tục làm cho mình thêm một cái đèn nữa. Sau đó các bạn dùng kim khâu khâu đèn vào. Sau khi các bạn khâu hai cái đèn vào rồi thì bây giờ mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm đèn gắn ở phía trên này nha. Mình đang bị cảm cho nên cái giọng nó hơi khó nghe một chút, các bạn thông cảm nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi ít. Sau đó úp lại. Và móc vòng xoắn ốc. Móc lên cho mình thêm 2 hàng nữa. 2 hàng nữa, mỗi hàng đều 6 ít hết luôn. Móc được 2 hàng thì các bạn nộn ra ngoài cho nó dễ. Và móc thêm 1 hàng. Tới đây thì mọi người chừa cho mình một đoạn len để mình có thể khâu vào bên trong xe. Sau khi đã khâu xong như thế này, giờ chúng ta tiếp tục ra làm bánh xe nha. Phần bánh xe các bạn dùng len màu trắng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 8 mũi ít.
sau đó bước lại. Đốt thuốc hàn cho mình một mũi chuột. Đến đây mọi người đổi màu đen cho mình. Cho mình 8 mũi tăng. Mũi tăng là 2 mũi đơn chung một chân nha. Mũi tăng là phía sau này có thể cắt đi. Vòng thứ ba, móc cho mình một đơn một tăng, lặp lại cho mình 6 lần. Xin lỗi mấy bạn nha, một đơn và một giảm. Một đơn một giảm nè. Giảm là 2 mũi, giảm 1 mũi. Rồi, vòng cuối cùng móc cho mình mũi giảm nữa nha, một giảm nè. Chườn cho mình một đoạn để mình khâu vào bên thân xe. Nhồi một ít bông gòn vô đây nha. Nhồi một ít bông gòn cho mình. Giờ chúng ta bắt đầu khâu vào nha.
bạn khâu tương tự, khâu thêm hai bánh này và một bánh này vào nữa nha. Và đây là thành phẩm đã hoàn thành. Bên hông thân xe thì mọi người có thể trang trí thêm tùy sở thích của mình, hoặc là có thể khắc tên của các bé vào đây. Mọi người xem nếu thấy hay thì bấm đăng ký kênh của mình nha, để có thể nhận được những thông báo bài mới nhất mà mình sẽ gửi đến các bạn, hướng dẫn các bạn những sản phẩm tiếp theo. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.